quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục Bạn có biết. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định sửa đổi và bổ sung một số điều trong quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2013 đến năm 2015. Theo đó, thành phố bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm sản xuất tiểu cảnh, hòn non bộ tại các quận, huyện có sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận. Đồng thời, thành phố cũng điều chỉnh thời gian hỗ trợ lãi vay, đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động. Đối với cây hoa kiểng gồm hoa lan, bonsai, hoa mai và cây ăn trái theo chu kỳ sản xuất nhưng không quá 5 năm. Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin vui về thị trường nhân lực trong năm 2015. Và theo báo cáo mới công bố của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh, thì dự kiến thành phố của chúng ta sắp tới sẽ cần 265.000 lao động mới. Trong đó, doanh nghiệp ở các khu chế xuất, khu công nghiệp cần 30.000 lao động. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các ngành nghề, cơ khí, xây dựng, công nghệ thông tin, kinh doanh, dịch vụ, phục vụ, y tế, chăm sóc sức khỏe, du lịch, tư vấn, bảo hiểm. Thông tin chi tiết có thể liên hệ Trung tâm Giới thiệu Việc làm số 153 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh hoặc số điện thoại 08 3840 5154.